đồ phết nha. Gì? Đây, bữa nay ra ngoài trời nắng đẹp, vườn vườn rau đây, nướng barbecue. Đó. Thấm ấp rồi đó, thấm ấp là biết ngon rồi đó. Cái này phải cho vào nóng chứ không mặn rồi. Phải hả? Ừ, chủ nhà nói là phải. Cứ để cho nó kia ra ngoài, để ngoài cho nó ấy đi. Rồi cho nóng rồi, nóng lắm rồi. Bao nhiêu độ rồi nó chưa trên chưa còn thua. Rồi bắt đầu bỏ cái này vô đây, mình sẽ bỏ cái nóng nó xèo xèo nó chín nhanh này cho nó chưa thấy xèo gì hết mình cần phải xèo đâu. Thấy chưa? Có thấy đẩy xèo xèo vô đâu? Một cái là nó chín rồi. Bỏ vô nó phải xèo xèo lên như nhưng mà nó đừng không mở nó tới thì nó đỡ bị dai. Không nó cứ thiếu thiếu bộ. Rồi. Đó. Mình có tái hả không? Tái không đi ngon. Hết luôn à? Hết luôn, cho một mẻ luôn. Một mẻ luôn, vừa chọn luôn. Rồi, đẩy vô là chờ chín thôi. Đảo cái sausage lên một chút á. Chỉ cần nó ấm ấm. Xe xe lại ấm ấm lại thôi. Đây. Đấy. Đảo em này. Rồi, đẩy vô. Khoảng mấy phút, 4 phút một mặt là xong. Đây, nhiệt độ bây giờ đang tăng lên từ từ. Bữa nay ngồi ngoài vườn. Ngồi ngoài vườn lắm luôn. Ngồi ngoài vườn chỗ này bóng kéo, cây. Kéo sáng vào đây. Thêm ghế đang ngồi ngoài luôn ăn cho rồi. Bóng cây. Lai rai ở ngoài đây. Được miếng này nha. Trời bữa nay đẹp quá, nắng những barbecue ăn thôi. Rồi sẽ đóng vào một lần nữa để cho nó bây giờ chín rồi mọi người ơi, khét rồi, bỏ vô cái tô này đây. Chín hết rồi. Đây là
bánh mì, bây giờ bánh mì gọi thêm nướng. À, bánh mì nướng. Nướng cho nó vàng lên nha. Cái chi chi bây giờ đã 35 năm. Mất cười. 35 năm ấy có ra gì? Lấy ấy nhìn bán hai cái. Cái gì? Ghế. Đúng rồi, nhiều lắm mà không hết đâu. Quá trên thịt này. Phải có đông đông nó vui, cũng là thủy con. Thủy cái mẫu ăn được cái gì đâu mà uống được cái gì đâu. Mời ông lên rồi. Xuống dễ quá vậy hả? Có lên. Bây giờ trộn thêm lúc nãy con cứ để đi. Cái này trộn vô rồi. Trộn thêm đi rau vô ăn. Steak là phải có rau, nhưng không có rau cho apple cider vô, cider. Cái có vị chua chua. Đùa đâu mà. Olive. Olive oil. Olive oil. Ngồi đâu ơi, ngồi đây đấy. Cái đường. Rồi, cứ từ từ. Để cho mọi người sắp xếp xong đã. Đùa đó rồi. Rồi. Chuẩn bị đã là xong. Làm bom nữa thì ngủ chắc thì về thôi. Olive. Extra large. Có thì tối đi sao mày? Hả? Ừ. Bây giờ mấy ông muốn là tôi cấm cửa khỏi lên sắt luôn. Thì làm. Thì cái bài đi. Cái bài cấm. Hành quen rồi. Để ăn tối là cho làm cái bài. Vậy thì. Bây giờ ăn tối cho đông cho bao nhiêu người. Tôi dậy từ 5 giờ sáng cho đông hết kìa. Đúng rồi. Có gì là món gì đến thì sẽ theo hết tất cả mọi người. Mày ấy bán mà, ABC nó có bán mà. Có không? Có. ABC nó bán. Nhưng mà dê phải còn da cơ, nó mới ngon. Dê mà không còn da, ăn ngon. Không ngon. Cái này phải ăn thì nó nóng, nó không ngon. Ừ, đúng rồi, ăn đi. Đây, đây, bỏ đây, đây. Wow, miếng steak nha. Có chi dê chín quá cơ. Bây giờ sẽ lấy thêm miếng rau. Anh đây cứ tự rưng đi. Anh đây cứ để đó tiếp mình. Rau đây. Tự rưng, rưng làm đi. Còn mạnh nướng chín coi quá rồi. Nấu mềm mà ta chỉ ướp qua đêm á, thịt nó ngấm là ngon lắm. Nhưng mà đừng chín quá. Biết, làm gì có chín quá. Đây, mà cho thi rau vô đây. Nó nhỏ nhỏ thôi. Đẻ đi. Cô Tèo ăn bánh mì, cô Tèo. Dạ vâng. Ăn đi con. Để con chuyển từ từng. Chân gà gì nó gọi là phùng cháo bắc phùng cháo phùng cháo. Đây thêm hai cái chân gà vô đây nữa. Giờ quá làm và quay rồi thì mình kệ bữa nay ăn cho nó cái đĩa nó nhìn nó đẹp đẹp chút. Rồi đây Đèo ăn không đi chị nhé. Đây vịt gọi vịt vịt uống gì hay uống rượu đây cái đẹp này. Đây vịt này gọi vịt này là không phải bắm gừng không? Không thể không có nước bắm gừng. Mở ra. Mở ra. Và kèm theo đó là rau... rau gì? Các loại rau thơm. Hai muối quay này. Đây, đây là... Ủa? Bún gì đây? Mùi gì nó cháy cháy thằng ạ? Bún. Đâu, đó mình làm đó. Làm cái đỗ đó. Để ăn đó. Thằng nó có cái mùi nó cháy cháy cháy. Tại vì trước cái nhà trước chỉ nhỏ. Đây là bữa tiệc lang sơ đi. Tiếp lang sơ cái này mình chọn ra bàn đi nhỉ. Đây là cho bàn dùng cái vịt nấu chao cà ri vịt. Nó phải vịt thỏ. Thỏ hả? Thỏ lagu lagu thỏ lagu thỏ. Bây giờ sẽ nướng vài ổ bánh mì để ăn với lagu thỏ. Và bên cạnh đó thì có một nồi canh cải ngọt, nhìn hấp dẫn không? Chắc là thấy phòng cho Hoàng thích quá ngủ luôn. Ai biết được. Đấy, không phòng ăn hả? Ừ. À, 310 riu hay là bếc? Bếc. Proi. Rồi, và kế bên. Rồi, sẽ có
thỏ với canh. Và lại là để tráng miệng. Nho. Thì người ta không biết rượu là nho luôn. Cào lắm. Cào dễ sợ. Kẹo. Giống như kiểu Queen sao. Chocolate trắng miệng. Nha mọi người. Ui, cháo vịt đã nấu. Nó đang sôi từ từ. Mọi người khai trương và khai vị. Bia đen. Bia đen. Gọi là bia đen. Mà nước có đen không? Không uống đen. Uống đã đen rồi, đừng uống đen. Được không? Bia này mà không uống. Irish. Đức cũng thua thì là kẹp hết. Đây bàn tiệc chuẩn bị. Dạ nó thấp thấp thì nó sao ấy nhỉ? Phải không? Ấm cúng chứ. Thấp thấp nhỉ? Không có dạng nhé, hay là cái màu sơn nó vậy không biết, nó làm cho người đẹp tốt. Nhưng mà đẹp lắm thì cũng như là tối thôi. Cái này thì nhớ không? Ăn đấy. À, trời ơi. Không, để uống cái gì không? Cái này, trong đây có nước. Còn ông Công có chưa? Công, ông Công. Ủa, giờ phòng chán lắm. Công đi. Giờ phòng nó bắt uống chứ. Ngồi đi, mình ngồi đi được. Thì để anh nhậu rồi thôi, xa số gì đâu. Ngồi, ơi giời ơi. Ngồi cho nó ngồi đấy đi. Có đâu. Qua đây, trung tâm qua đây. Đâm vào đó đi. Cái gì dưới đấy hả? Dưới lên chấm. Tứa không? Đây, người xích vào đây còn hai người nữa. Cái này để cho nó nhậm trường chứ. Guinness. À, của có nhận trường trước, hôm nay ăn uống nhiều quá. Bia đen nha mọi người. Nhà chính ơi, nó phải như vậy. Ràng. Bia đen đúng như quá. Là Coca-Cola. Đen quá nhỉ. Đen mà. Không được uống, đen đó, đen mặt. Ai nói uống bia này đen. Đi uống chứ bia hay là uống rượu. Rồi uống đấy. Nhậu đi cô Tèo. Nhậu đi cô Tèo. Rồi, nhớ đi. Thức ăn. Trời đẹp. Có nước mắm nữa này. Nó toàn ốc đông lạnh á. Thì đương nhiên là ngoài lạnh ốc tươi. Đó là quá. Đậu bắp chấm tương trà. Chuẩn bị món kia là món rau canh. Đây, canh ra đây mọi người ơi. Đó, cho múc rửa chén, mỗi người chén ăn cho nó ngon. Mát ruột. Mát ruột. Nâu lắm rồi mới được ăn bữa canh này. Cái biển này gọi gì vậy? Rapini. Có Việt Nam không có thì sao? Đây, mình đây, chén của Việt mình là chén canh. Vật rau này Việt Nam không có. Không. Cái anh tiếp đi, cô Đào. Mát. Ở Việt Nam biết không, hồi em về Tết vừa rồi á, bán cái cây bồ công anh á, bán trồng cây lên ăn. Bồ công anh á? Cái cây nó đang ăn mình á. Cây ấy nè. Nhà mua, mua giống về trồng á, bà già mua giống về trồng á. Nào nghe.